Everest, thì hai chiếc xe này là một trong những mẫu xe hot nhất hiện nay. Titanium một cầu này hiện nay có giá bán khoảng tầm 1 tỷ 177 triệu, có giá khoảng 1 tỷ 399 triệu. Thứ nhất, sự khác bản bi turbo này nó cho công suất 213 mã lực, so với bản turbo đơn chỉ có 180 mã lực. Sự khác biệt tiếp theo giữa hai phiên bản Titanium một cầu và Titanium hai cầu chính là cái cửa sổ trời panorama. Thì cửa sổ trời panorama này chỉ trang bị trên cái bản Titanium hai cầu. Một điểm khác biệt lớn thứ ba nữa đó là ở cái bản Titanium hai cầu này có trang bị thêm cái chế độ lái. Mình có 4 chế độ lái, tính năng hỗ trợ đổ xe song song mà trên phiên bản một cầu thì không có. Đó là 4 sự khác nhau cơ bản nhất giữa hai bản một cầu và hai cầu mà Chrome nhìn thấy chắc chắn và sang trọng. Đèn bi kết hợp với đèn halogen luôn, có cả đèn LED, có cả đèn LED cùng với lại hộp số tự động 10 cấp cùng 4 phanh đĩa, đồng thời có luôn cả cảm biến áp suất lốp. Cái mâm xe của mình là 20 inch, đẹp hơn, nó sắc sảo hơn. Mẫu động cơ này là 2.0 đi cùng với hộp số 10 cấp sẽ giúp cho chiếc xe chuyển động sang số nó mượt mà hơn. Và cái phần động cơ, cái khoang động cơ được thiết kế rất là chặt chẽ và ở một vị trí cao để chúng ta có thể là đi nước ngập, nói chung là mình có thể lội nước khoảng được 800 mm. Một cái tính năng mới có trên cái phiên bản Everest 2018 này đó là cái chức năng đá cốp. Tính năng này nó rất thuận tiện khi mà chúng ta đang khuân vác hành lý hay là cái gì đó mà không có rảnh tay, thì những cái chế độ tự động này rất là dễ, chỉ cần đá cốp một cái thì mình có thể để những cái hành lý hay cái gì đó vô rất là nhanh và thuận tiện. Cái này còn tích hợp thêm cái tính năng gập điện cho hàng ghế thứ ba. Hai dàn lạnh riêng biệt thì nó có cái nút điều chỉnh gió cho hàng ghế phía sau ở đây. Có thêm cái cổng sạc để mình có thể sử dụng sạc cho laptop chẳng hạn. Vẫn tích hợp tay lái trợ lực điện. Điều này giúp cho chiếc xe mình đi ở cái tốc độ thấp á, thì tay lái của mình xoay sở rất là nhẹ nhàng, còn khi đi ở tốc độ cao thì tay lái nó sẽ đầm chắc. Hệ thống SYN 3 với màn hình DVD 8 inch tích hợp luôn cả định vị GPS toàn cầu, thì chúng ta không cần phải mở điện thoại lên để dò tìm bản đồ gì hết, rất là tiện ích khi mà chúng ta đi trong phố hay là đi bất cứ đâu, bản đồ sẽ hiển thị ở trên đây. Nếu mà quý vị nào muốn trải nghiệm so sánh giữa cái bản Titanium một cầu và hai cầu này thì hãy liên hệ với tôi là Trang Sĩ Toàn, tư vấn bán hàng tại Sài Gòn Ford chi nhánh Trần Hưng Đạo.